ngày 24 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Châu Thành tổ chức lễ khánh thành cầu Thạnh Lợi bắc qua kênh Ba Thê nối liền hai ấp Tân Thạnh và Tân Lợi. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hồ Nhân Giang cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân địa phương đã đến dự. Cầu Thạnh Lợi là một trong những cây cầu được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh, được kết cấu bê tông 2 nhịp, khung thép mạ kẽm 1 nhịp, có chiều dài 72m, ngang 4,2m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí xây dựng gần 4,8 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn nhà nước trên 1 tỷ đồng, còn lại do các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Cầu đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và ngoài xã đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa thuận lợi, hoàn thành tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.